Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio đến từ Hàn Quốc, một trong những dòng sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe vô cùng hiệu quả, được rất nhiều người sử dụng hiện nay. À, thưa các bạn khi mà nhắc đến đông trùng hạ thảo thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay rằng ở đây là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm mà chỉ có vua chúa thời xưa mới được sử dụng đúng không ạ và không thể phủ nhận rằng đông trùng hạ thảo mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời với sức khỏe của người dùng giúp tăng cường sức khỏe hỗ trợ cải thiện sinh lý đề kháng tốt hơn ngăn ngừa ung thư chính là những công dụng tuyệt vời mà khi nhắc đến đông trùng hạ thảo chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đầu tiên à, vâng và với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu, nuôi trồng và cho ra đời dòng sản phẩm ở nước đông trùng hạ thảo như bên cạnh Kiều Anh đây. À, và như các bạn có thể thấy thì sản phẩm này thì được thiết kế ở dạng là hộp gỗ vô cùng sang trọng cũng như là thanh lịch. Và với việc là hộp gỗ được thiết kế như này thì chúng ta có thể là sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay là gấp cấp trên và dòng sản phẩm này thì khi mà sản xuất thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là ở phía bên trên thân hộp thì có chữ Samsung, có in hình logo Samsung, đó chính là nhà sản xuất và ở bên dưới thì sẽ có thông số, uh, mã code QR code để chúng ta kiểm tra thông tin của sản phẩm. Và dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio này thì đã được nghiên cứu, kiểm nghiệm kỹ càng từ thành phần, cũng như là từ khâu đầu vào. Và với những con đông trùng hạ thảo được nuôi dưỡng ở trong môi trường điều kiện môi trường tốt nhất, kết hợp với các loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm, các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio này. Và dòng sản phẩm này thì mang đến những công dụng tuyệt vời với sức khỏe. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của sản phẩm này nhé. Công dụng đầu tiên khi nhắc về dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio đó chính là khả năng giúp tăng cường sức đề kháng. Nếu như các bạn đang gặp phải tình trạng đề kháng yếu, thường xuyên mắc phải những căn bệnh như ốm, sốt, ho hay cảm cúm thì kêu anh khuyên rằng các bạn hãy nên và ngay lập tức sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio. Bởi đây là một trong những sản phẩm đã được chứng minh là có khả năng là tăng cường sức đề kháng với các hợp chất vitamin, axit amin và các dưỡng chất thiết yếu giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Công dụng thứ hai của sản phẩm này đó chính là khả năng bồi bổ sức khỏe cho những người mới ốm dậy. À, chắc hẳn rằng khi mà mới ốm dậy chúng ta sẽ cảm thấy rằng sức khỏe của mình vô cùng yếu, đồng thời là mệt mỏi đúng không ạ? Chính những lúc như vậy thì Kiều Oanh khuyên rằng các bạn hãy sử dụng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Samsung Bio, bởi sản phẩm này thì bên cạnh những dưỡng chất cần thiết, ở những dưỡng chất đầy đủ và quý hiếm, không chỉ giúp là tăng cường sức đề kháng mà còn có khả năng cao trong việc là bồi bổ sức khỏe. Công dụng thứ ba của dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio đó chính là giảm căng thẳng mệt mỏi với những người mà có tính chất công việc chúng ta phải hoạt động trí óc nhiều hay là chúng ta đi làm việc vất vả mệt nhọc thì khi đó cơ thể của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng đồng thời là thần kinh cũng như là tinh thần của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đúng không ạ? Thế nên là mỗi ngày các bạn hãy nên sử dụng một gói nước đông trùng hải thảo samsung bio bởi dòng sản phẩm này thì đã được chứng minh là có chứa nhiều hợp chất giúp làm giảm sự căng thẳng tác động lên trí não của chúng ta đồng thời là giúp cho tinh thần của chúng ta được thoải mái hơn vâng như vậy thì kiều anh khuyên rằng các bạn hãy ngay lập tức sử dụng nhé và công dụng thứ tư công dụng chính của đông trùng hạ thảo chúng ta thường nhắc khi sử dụng đó chính là khả năng tăng cường sinh lực cho cả nam và nữ vâng đối với những người mà bị yếu sinh lý thì cảm thấy rằng việc này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ đúng không ạ tuy nhiên thì các bạn hãy yên tâm khi sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo samsung bio đến từ hàn quốc này không chỉ là hỗ trợ giúp tăng cường sức khỏe mà nó còn giúp là tăng cường cũng như là cải thiện chức năng sinh lý ở cả nam và nữ. Và công dụng thứ năm, công dụng cuối cùng của sản phẩm này đó chính là khả năng giúp ngăn chặn lão hóa sớm, đồng thời là giúp cho da của chúng ta được đẹp hơn. Và với công dụng này thì sản phẩm nước ông trùng hạ thảo Samsung Bio được rất nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng sử dụng bởi nó giúp cho bạn có được một làn da đẹp hơn, đồng thời là các chất chống oxy hóa có trong sản phẩm này thì ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm, giúp cho da dẻ của bạn luôn hồng hào và đẹp hơn có thể thấy những công dụng mà dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio mang lại vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và kiểu anh xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là dòng sản phẩm này thì được thiết kế ở dạng túi nước với thiết kế vô cùng nhỏ gọn, hiện đại, chúng ta có thể là mang theo mình bất cứ đâu khi mà đi du lịch hay là công tác xa và quan trọng hơn, đó chính là mỗi ngày thì các bạn hãy nhớ cho kiểu anh là sử dụng một gói nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio và mỗi lần thì chúng ta hãy sử dụng hết để mang lại được hiệu quả tốt nhất cho bản thân và người thân trong gia đình nhé. Và tất nhiên rồi, bên cạnh việc sử dụng nước đông trùng hạ thảo thì chúng ta cũng cần có một chế độ ăn uống phù hợp, tập luyện thể dục thể thao lành mạnh để có được sức khỏe tốt hơn bao giờ hết. Và tất nhiên rồi, để mua được sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Samsung Bio đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau